Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm Super Mini Plan mà tôi vừa sở hữu được. Và như các bạn thấy thì trên hình của chúng ta, trên cái hộp nó sẽ có hai mẫu sản phẩm, đó là Galaxy Mega và Delta Mega. Mẫu sản phẩm này được niêm yết với cái giá là 5.860 yên, tức là tầm khoảng 1.300.000-1.350.000 nếu như chúng ta mua hàng. Còn tiền ship, tiền thuế, tiền phí này nọ các kiểu cộng vào về đây tầm khoảng 1.900.000 đó các bạn. Và đây là cái box ở bên ngoài thôi, nó sẽ là đơn sắt như thế này. Bây giờ tôi sẽ khui ra để xem bên trong có những gì nha. Bên trong của chúng ta sẽ gồm hai hộp nhỏ để chứa hai mẫu gắt tay. Và đây là Galaxy Mega và đây là Delta Mega. Và các bạn thấy cái hộp của nó được mô phỏng theo cái phiên bản DX, nhìn rất là đẹp, rất là hoài cổ các bạn ạ. Và bây giờ tôi sẽ khui ra một hộp để xem bên trong nó có những gì các bạn nhé. Vì cái hộp rất là đẹp cho nên chúng ta cắt cẩn thận để lưu giữ lại cái hộp luôn, không có bỏ. Và Super Mini Pla vẫn thuộc về Toy Line Candy Toy cho nên sẽ có một viên kẹo như thế này. Còn đây là hướng dẫn lắp ráp của chúng ta. Và đây là các chi tiết kèm theo. Super Mini Pla mặc dù có một vài chi tiết đã được sơn rồi nhưng vẫn dán đề can khá nhiều các bạn nhé. Và cái chi tiết được sơn là cái gương mặt của Galaxy Mega, được sơn rất là đẹp các bạn. Có chi tiết clear nằm ở ngay ngực, nhưng đáng tiếc là cái bộ sản phẩm này không có đèn các bạn ạ. Không có đèn như phiên bản DX. Và bây giờ coi ở đây coi nó còn chi tiết gì sơn nữa không. Wow, nó chỉ được sơn có một chi tiết nhỏ xíu ở ngay trước ngực thôi các bạn, một xanh lá. Ngoài ra thì tôi thấy rằng chẳng có chi tiết gì để mà sơn nữa cả. Và với một cái mẫu sản phẩm Super Mini Pla thì tôi nghĩ đây có lẽ là cái sản phẩm có chi tiết được sơn ít nhất từ trước tới giờ đó các bạn. Và bây giờ tôi sẽ lắp ráp nó, lắp ráp cả hai con này. Và sau khi hoàn thành thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn nữa nhé. Và đây là tất cả những gì tôi đã ráp ra được: Galaxy Mega và Delta Mega. Đây là hai cỗ máy chính ở trong Denji Sentai Mega Ranger được chiếu vào năm 1997, năm 1998. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về nó nhé. Trước tiên hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu Galaxy Mega này. Và tất nhiên ta sẽ để mẫu này qua một bên các bạn nhé. Gắt tay Galaxy Mega của chúng ta được hợp thể bởi hai phần, đó là Galaxy Mega Ship và Shuttle, chiếc tàu nhỏ như thế này đây các bạn. Và bên cạnh đó, nó sẽ có thể kết hợp lại được với nhau. Bây giờ tôi sẽ thao tác cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ tách cái phần này ra và bung ra như thế này, tương tự như phiên bản DX vậy đó các bạn. Và bây giờ ta sẽ kết nối lại, rồi xếp lại, xếp lại. Còn cái phần này, cái phần này thì ở trong phim chúng ta sẽ không gắn vào. Ở trong phim nó sẽ không hiển thị cái trạng thái này. Tuy nhiên, ở phiên bản đồ chơi thì chúng ta có thể làm được. Bung ra, bung ra. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn cái phần súng vào bên dưới. Và hai cái phần này chúng ta sẽ gắn hai bên hông. Theo như tôi tìm hiểu đó các bạn, thì ở trong phim nó sẽ không có cái hình thức này. Chi tiết ở trên cái mẫu sản phẩm này rất là đẹp, nhiều lắm các bạn. Nếu như chúng ta sơn lên, chúng ta quát lên thì nó sẽ nổi lên cái chi tiết rất là nhiều. Về màu sắc, màu xanh thì ok rồi, nhưng mà cái phần mảng màu xám nhìn nó hơi bị chán các bạn ha. Phải chi nó sơn bạc cho chúng ta. Và tôi đã có nói đó, ở mẫu sản phẩm này nó được sơn khá là ít. Nó chỉ sơn được cái phần mặt của Mega thôi, Galaxy Mega thôi. Và sơn một cái chấm màu xanh lá ở trên cái ngực đó thôi. Còn lại là màu nhựa và dán đề can. Và bên cạnh đó, dán đề can thì tôi đã chấp nhận, nhưng có những chỗ tôi thấy khá là khó chịu. Chẳng hạn như cái chi tiết ở trên cái con chiếc tàu này đây, tôi sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đây chính là Shuttle, Mega Shuttle. Thì cái phần viền màu xanh nè các bạn, ở cái phần này thì nó là chi tiết nhựa, nó là một cái mảng nhựa màu xanh nó gắn vào. Nhưng cái phần viền màu xanh ở cái phần cánh sau này, nó là chi tiết đề can dán vào các bạn ạ. Và ở những cái chỗ này chúng ta dán vào khéo léo tới đâu, cẩn thận tới đâu thì nó cũng sẽ dễ bong chóc theo thời gian, rất là khó chịu. Và nếu như Bandai là một miếng nhựa màu xanh ốp vào cho chúng ta luôn thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là bị rỗng ở chỗ này, và giải quyết được một vấn đề là sẽ bị bong chóc
Tại sao Bandai không cho chúng ta một miếng nhựa màu xanh để ốp vào mà chỉ là một chi tiết dán giấy như thế này? Khá ẩu chỗ này các bạn nhé. Tôi đồng ý rằng ở những chỗ khác như những chỗ này, dán đề can, dán đề can, dán đề can thì tôi chấp nhận, đó là điều dễ hiểu. Nhưng cái chỗ này dán đề can thì hơi bị khó chịu đó các bạn. Đó là chỗ mà tôi không ưng ý nhất đối với một sản phẩm này. Rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển thể nó thành dạng robot, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết thì chúng ta phải tháo cái phần này ra. Tháo ra và tháo ra. Và chúng ta sẽ tháo cái phần súng này ra. Tiếp đến chúng ta sẽ chừa cái phần này xuống. Đây, chừa xuống. Để chúng ta có thể tháo cái phần khiên này ra. Tháo ra. Và rồi, cái phần này nè các bạn, nó sẽ có một cái miếng nhỏ nè, nó sẽ gài vào cái phần chân của chúng ta. Chúng ta không thể nào bẻ hai cái phần này ra thành chân được. Chúng ta phải mở cái phần này ra trước. Đây các bạn thấy không, mở ra như thế này. Và tương tự bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ mở ra. Rồi tiếp đến là phần chân, chúng ta thoải mái bung xỏa mà thôi. Bung ra và tháo ra, tháo ra. Thao tác ráp vẫn giữ lại được như phiên bản DX vậy đó các bạn, khá là hay. Và hạ xuống. Và hai cái phần cánh nè, chúng ta xếp lại bên hông nó. Và cái phần tay, các bạn thấy, chúng ta sẽ bẻ vào. Hai cái chốt này sẽ giữ vào đây. Ok, và tiếp đến, ta sẽ tháo cái phần này ra. Và bây giờ, Mega Subtle ta sẽ chuyển nó thành phần đầu của robot, các bạn hãy xem nhé. Đây. Cái phần đầu được sơn khá là đẹp, khá là chi tiết. Và bây giờ, ta sẽ gắn nó vào. Rồi, như thế là xong rồi đó các bạn. Bây giờ ta chỉ việc chỉnh lại cái vị trí của nó mà thôi, cho nó đẹp hơn. Tiếp đến là cái phần này thì chúng ta chỉ việc gắn các phần lại với nhau thôi. Nó sẽ trở thành vũ khí của Galaxy Mega. Và cái phần này, như các bạn biết thì nó là phần khiên của Galaxy Mega. Ta sẽ xoay nó lại như thế này. Xoay nó lại đúng. Và tiếp đến, ta sẽ tháo cái phần xám này ra. Nó là phần cầm của vũ khí đó các bạn. Tháo nó ra như thế này. Và bây giờ ta sẽ bóp gọn nó lại. Và chúng ta sẽ gắn cái phần này lại. Rồi, như thế là xong cái phần khiên. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có cây kiếm của nó nữa. Cây kiếm được thể hiện rất là đẹp các bạn. Nó không có bị dẹp lép như phiên bản DX. Và không có bị rỗng, không có bị dẹp lép nhé. Bây giờ ta sẽ cho nó cầm trên tay. Và cái khiên cũng như thế thôi, cho nó cầm trên tay. Đấy, còn không thì chúng ta tháo cây kiếm ra, cho nó cầm cây súng. Về form dáng thì rất là đẹp phải không các bạn? Không thể nào chê vào đâu được, rất là chuẩn. Nếu như ở phiên bản DX thì nó là hai chân nó song song và nhìn nó khá là thô cứng. Còn ở phiên bản này của chúng ta, chân nó có thể đá ra đứng chữ V và bàn chân hoàn toàn chạm đất khi nó có khớp cổ chân luôn. Và bên cạnh đó, nó còn có khả năng action được, vẫn giữ nguyên cái cách ráp như phiên bản DX nhưng vẫn có khả năng action được thì khá là hay đó các bạn. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết là phần khớp cổ của nó. Đây, cái đầu của nó nè, chúng ta có thể xoay trái phải rất là thoải mái. Và bên cạnh đó, nó có thể ngước lên được. Quá tốt phải không các bạn? Phần tay của nó xoay thoải mái như phiên bản DX. Và nó có thể đưa lên được như thế này. Và nó có thể co được như vậy. Quá số tuyệt vời. Còn cổ tay của nó xoay tròn và bẻ lên bẻ xuống được một chút. Tiếp đến là người của nó xoay trái phải rất là thoải mái nhé. Và nó có một cái khớp để nó có thể ngước lên cúi xuống được một chút như thế này nè các bạn. Bên cạnh đó thì nó có khớp háng luôn. Và cái phần này ở phiên bản DX là một khối, tuy nhiên ở phiên bản Super Mini Plus nó đã tách chúng ta thành 3 phần luôn. Thì đây là tương tự như là mê bạc của nó. Còn đây là hai cái phần giáp hông của nó. Bây giờ để cho chân nó đá lên được thì chúng ta phải xoay cái phần này lên. Đây các bạn thấy nè, đó, nó thành cái phần giáp hông. Và chân nó đá lên được như vậy. Quá đã, quá sức đã luôn các bạn. Và như phiên bản DX thì nó có thể co được thì dễ thôi, dễ hiểu thôi, vì đây là cái cơ chế ráp của nó rồi. Chỗ này nó có thể xoay được. Nhưng cái biên độ cử động của nó cũng rất là tốt đó các bạn. Và tiếp đến là cái phần cổ chân của nó. Nó có cái khớp cổ chân như tôi nói.
cái phần bàn chân này co duỗi được như vậy là do cái cơ chế ráp của nó rồi. Nhưng nó có thể bẻ qua bẻ lại như thế này nè các bạn. Cái biên độ cử động của nó được mở rộng khá là nhiều. Ở phiên bản DX, nó chi tiết đẹp nhưng nó khá là thô cứng vì nó không có bow được tư thế. Qua cái phiên bản Super Mini Pla này, nó đã được tích hợp thêm khớp action, cho nên nhìn cái mẫu gác tay nó rất là sống động đó các bạn. Tuy nhiên, về cái phần màu sắc thì nó vẫn còn kém xa phiên bản DX lắm. Vì mặc dù phiên bản DX vẫn có dán đầy can, nhưng màu sắc được xi nhiều, được sơn nhiều. Còn phiên bản này thì được sơn khá là ít và cũng có dán đầy can. Và bên cạnh đó, vẫn có chỗ tôi không hài lòng khi ở cái dạng robo này đó các bạn. Đây, chẳng hạn như chi tiết này. Nếu như cho chúng ta một cái miếng chi tiết đầy can màu xanh dương chúng ta dán vào để cho nguyên một cái phần này nó là xanh dương luôn thì nó sẽ khá là hợp lý. Tuy nhiên ở đây Bandai nó khá ẩu khi nó để cho chúng ta phần nhựa màu xám như thế này. Còn màu sắc của cái dạng robo này đó thì vẫn không đẹp. Các bạn thấy đa phần là màu nhựa không thôi, và những cái phần màu nhựa xám này nó khá là không bắt mắt. Nếu như nó được sơn bạc hết thì cái mẫu sản phẩm này rất là tuyệt vời đó các bạn. Không cần phải xi đâu, chỉ cần sơn bạc thôi là đẹp rồi. Và bây giờ tôi sẽ bôi một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Và mẫu sản phẩm thứ hai ở trong box chính là Delta Mega. Và đây, nó đây. Và cũng như thế thôi, được sơn khá là ít. Cái viền đỏ này là được sơn, cái chi tiết này là được sơn, và cái gương mặt của robot là được sơn. Còn lại là dán đề can và màu nhựa mà thôi. Nếu như được sơn thêm một chút nữa thì sẽ đẹp hơn. Chẳng hạn như cái chi tiết này. Đây, đây là cái phần mặt nạ của cái dạng hợp thể. Nhưng ở đây nó dán đề can các bạn ạ. Và cái bề mặt của nó không được phẳng phiu mà nó cong cong lòi lòi lõm lõm, cho nên chúng ta dán cẩn thận cỡ nào cũng sẽ để lại cái nếp nhăn của đề can. Khá là tiếc chỗ này, phải chi Bandai sơn chi tiết cho chúng ta thì sẽ hợp lý hơn. Và những cái mảng màu đáng lý ra là được sơn bạc, ở đây là màu nhựa xám thì nhìn nó khá chán phải không các bạn? Chịu thôi. Và bây giờ tôi sẽ chuyển thể nó thành dạng robo, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết, xếp cánh lại. Chúng ta sẽ tháo cái phần chân này ra nè các bạn. Tháo ra đi. Tháo ra như thế này. Và cái phần tay này chúng ta sẽ xoay nhé. Xoay xuống. Xoay xuống. Và bẻ nó ra như thế này. Bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ bẻ ra. Và chúng ta sẽ hạ cái phần này xuống. Như thế là chúng ta đã xong cái phần mặt nè các bạn. Cái phần mặt các bạn thấy được sơn chi tiết khá là đẹp. Và hạ hai cái phần đồng súng này xuống. Còn lại thì chúng ta chỉ việc tách cái này ra thôi. Tách ra. Và nó sẽ trở thành hai cái phần chân của Delta Mega. Rồi, chúng ta sẽ gắn lại. Ở đây nó sẽ có một cái chốt nữa các bạn. Và ở đây nó sẽ có một cái lỗ. Chúng ta gắn lại thôi. Và khá khó thao tác đó các bạn. Vì cái phần này của nó không có giữ được cái vị trí cứng cáp. Chúng ta đụng một cái là nó sẽ mất đi cái vị trí. Cho nên chúng ta khi gắn vào nó hơi bị khó khăn một chút. Rồi, vào được một bên rồi. Tiếp tục bên đây cũng vậy, ta sẽ gắn vào hơi bị khó một chút các bạn nhé. Rồi, ok. Và như thế là Delta Mega của chúng ta dạng robot đã xong rồi các bạn. Và cái phần tay của nó sẽ giữ cái vị trí là hai cái phần nòng súng, khẩu súng ở trên vai của dạng Super Galaxy Mega. Cho nên nó như thế này. Tuy nhiên, nếu như là như vậy thì nó sẽ không được đẹp. Ở phiên bản Super Mini Pla này, chúng ta đã được cho thêm hai cái phần bàn tay nữa các bạn ạ. Hai cái phần này
cũng là như thế thôi, nhưng mà nó dạng co co lại, nhìn nó sẽ sống động hơn, nó sẽ ra là một cái bàn tay hơn, là như thế này phải không các bạn? Bây giờ tôi sẽ tháo nó ra nhé. Tháo ra và tháo ra. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn cái này vào. Bên này cũng vậy. Gắn vào. Rồi. Các bạn thấy đó, cái phần tay của nó nhìn sẽ sống động hơn rất là nhiều. Và cách ráp vẫn như là phiên bản DX mà thôi, nhưng nó có tích hợp thêm khớp cử động cho chúng ta, khá là hay. Như là cái phần đầu nè các bạn, nó sẽ có thể xoay được luôn. Tuy nhiên khá là bị vướng cho nên nó xoay được một chút thôi. Và phần tay của nó thì như DX là có thể xoay được rồi, các bạn thấy không? Xoay thoải mái. Và nó có thể đưa ra như thế này. Và nó co lại. Rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó, cái phần người của nó do cơ chế ráp thì nó không xoay được rồi. Nhưng ở đây, cái chi tiết này nó chuyển lại thành cái phần giáp hông của Delta, cho nên nó có thể mở lên như thế này và chân của nó có thể đá lên được và nó có thể co được nè các bạn. Bên cạnh đó thì cái phần bàn chân của nó, bàn chân của mẫu Delta này, nó cũng có cái chi tiết như thế này để giúp cho cái mẫu Delta khi dạng chân ra đứng hình chữ V thì cái phần bàn chân của nó chạm đứt hoàn toàn. Tuy rằng nó action không được tốt, chúng ta cũng phải hiểu thôi, vì cơ chế ráp của nó sẽ buộc nó phải tách ra thành từng phần nhỏ để tạo thành mẫu Super Galaxy Mega đó các bạn. Cho nên nó sẽ không có cái phần khớp co xoay người. Và bây giờ tôi sẽ bôi một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Và bây giờ tôi sẽ hợp thể hai mẫu sản phẩm này lại thành Super Galaxy, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết là ta sẽ tháo cái phần thân chân của Delta ra. Khá là khó thao tác đó các bạn. Đây, tháo nó ra. Và tiếp đến là hai phần chân của nó ta cũng sẽ tháo ra. Và cái phần này chúng ta sẽ bẻ nó lại nhé. Chi tiết này xoay lên. Cách ráp thì vẫn tương tự như phiên bản DX mà thôi. Và tiếp đến ta sẽ bung cái phần này ra. Đây, bung ra như thế này. Và bên đây cũng vậy, bung ra. Và chúng ta xoay cái phần này ra như thế này. Và bên đây cũng vậy, xoay ra. Và rồi ok, mở ra và bẻ, xoay tròn nó lại như vậy là ok nhé. Và các bạn để ý, nó sẽ có một cái chốt nhỏ nó giữ cái phần này lại, cho nên chúng ta không thể nào xoay được. Và muốn xoay được thì chúng ta phải bung nó ra như thế này và xoay. Các bạn thấy đây, cái chốt nè, không mở ra thì không thể xoay được các bạn nhé. Rồi xoay lại như vậy là chúng ta đã thấy được cái phần tay của nó rồi, phải không? Rồi chúng ta xoay cái phần này lên. Và các bạn để ý nè, nếu như ở phiên bản DX chúng ta xoay nó lên và bẻ nó xuống là được rồi, nhưng ở phiên bản này chúng ta phải mở cái chi tiết này lên. Mở chi tiết này nè, mở lên như thế này, và như thế chúng ta mới bẻ xuống được các bạn nhé. Bẻ xuống như vậy. Và phần này chúng ta mở lên, xoay và vòng nó lại. Rồi, như thế là chúng ta đã xong một bên rồi đó các bạn. Tiếp đến bên đây cũng vậy, chúng ta mở lên và mở chi tiết này lên, hạ xuống và xoay cái phần này lại. Rồi, như thế là chúng ta đã chuyển thể xong cái phần tay và ngực của cái mẫu hợp thể. Còn cái phần này thì chúng ta chỉ việc mở như thế này thôi, mở lên như vậy là được. Và chúng ta sẽ lấy hai cái phần ống xả ở dưới này ra. Tuy nhiên khá là khó lấy đó các bạn, nó hơi bị cứng. Rồi, lấy ra được rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ để qua một bên nhé.
Tương tự bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ mở lên và chúng ta sẽ lấy cái phần ống xả ra. Rồi, và để qua một bên. Còn cái phần này, chúng ta sẽ bung nó ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ bung cái phần mặt nạ này ra nè. Mở cái sừng lên đi. Mở sừng lên và chúng ta sẽ bung tách nó ra từ từ. Hơi bị khó lấy ra một chút. Đây, bung nó ra. Và đây là cái phần mặt nạ của cái mẫu hợp thể của chúng ta. Còn cái phần này, chúng ta sẽ bóp nó lại. Rồi, để qua một bên, chúng ta sẽ xử lý sau các bạn nhé. Còn cái mẫu Galaxy của chúng ta thì chỉ việc xếp lại. Và bên đây xếp lại. Còn cái tay của nó, chúng ta sẽ có thêm một cái thao tác khác với phiên bản DX. Đó là chúng ta sẽ tháo cái này ra. Và các bạn để ý, chúng ta sẽ có hai cái lỗ sát nhau. Ở cái dạng robot thì chúng ta sẽ sử dụng cái lỗ ở đây. Còn nếu như ở dạng hợp thể thì chúng ta buộc phải sử dụng cái lỗ này. Nâng lên. Các bạn thấy vị trí cánh tay nó đã khác biệt rồi nè, thấy không? Và đây cũng vậy nhé. Rồi thì chúng ta sẽ bẻ ra đằng sau như phiên bản DX. Mở ra như thế này. Và cái phần đuôi nè các bạn, phần đuôi của cái shooter nè, chúng ta sẽ nâng lên và sau đó chúng ta xếp lại. Và bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết vì sao chúng ta phải thay đổi vị trí cánh tay nhé. Đây, nếu như chúng ta để ở ngay cái lỗ này thì nó sẽ bị vướng rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải để ở đây để nó hết bị vướng các bạn ạ. Đây, thấy không? Và tiếp đến cái phần đầu nè, chúng ta sẽ bung nó lên như thế này. Thì bây giờ những cái phần thừa của Delta chúng ta sẽ gắn vào. Đây, hai cái chốt chúng ta sẽ gắn vào hai cái lỗ này. Ok nhá. Và tiếp đến là chúng ta sẽ gắn cái phần ống xả của nó vào. Đây, ống xả nè, chúng ta gắn vào như thế này. Và bên đây cũng vậy, gắn vào. Rồi, ok. Tiếp đến là cái phần chân của nó nhé, giáp chân của nó. Đây các bạn, chúng ta sẽ để vào như thế này, như phiên bản DX thôi. Và ở đây nó sẽ có một cái chốt và có một cái lỗ ở đây. Chúng ta sẽ xếp lại là nó giữ chặt luôn các bạn. Tương tự, gắn vào và gắn vào. Như thế là xong rồi đó các bạn. Và bây giờ, việc còn lại của chúng ta là chúng ta gắn cái phần giáp này vào. Chúng ta sẽ mở nó ra nhé. Mở ra như thế này. Và ở đây nó sẽ có hai cái chốt nè. Nó sẽ gắn vào những cái lỗ ở đây, tương ứng thôi. Và cách ráp của nó đó các bạn thì có vẻ như cũng là như thế thôi, cũng là DX thôi, cũng tương tự như phiên bản DX, nhưng cái cách mà chúng ta thao tác nó sẽ hơi bị khó hơn một chút. Gắn vào. Rồi, như vậy là ổn rồi đó các bạn. Tiếp đến cuối cùng thì chúng ta chỉ việc chừa cái phần đầu này vào mà thôi. Rồi, như vậy là cái dạng hợp thể của chúng ta đã xong. Chỉnh lại vị trí cho nó chuẩn hơn nhé. Super Galaxy Delta đã hoàn thành. Theo đánh giá cá nhân của tôi thì về form dáng của nó cực kỳ đẹp các bạn ạ. Nếu như ở phiên bản DX chúng ta thấy cái phần tay của nó hơi bị ngắn phải không? Còn ở phiên bản Super Mini Pla này, cái phần tay của nó khá là cân đối đó các bạn. Cái form dáng của nó nhìn nó rất là sống động hơn vì nó có thể bô thế được mà. Còn phiên bản DX ráp ra thì nó chỉ cứng đơ một cục thôi. Nó không làm gì được cả cho nên nhìn nó hơi bị thô cứng một chút. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết là phần cổ, phần đầu của nó xoay thoải mái lắm, các bạn thấy không? Và ngước lên cũng rất là thoải mái. Tiếp đến là cái phần tay của nó. Phần tay của nó thì tôi thấy là nó khá là bị giới hạn rồi đó, vì nó bị vướng cái khẩu súng ở trên nè à. Cho nên nó có thể xoay tròn được nếu như nó không bị vướng cái khẩu súng. Còn ở đây thì nó chỉ xoay được một chút thôi. Và cái phần tay này của nó cũng bị vướng các bạn, vướng khá nhiều cho nên nó không được đưa lên thẳng hết được. Và khớp khuỷu tay của nó lên được tới đây cũng rất là ok rồi. Còn bàn tay của nó thì chỉ là xoay tròn vậy thôi. Và phần người của nó, để xem có thể xoay được không. À, xoay được nhưng ở một cái biên độ giới hạn các bạn nhé, vì nó bị vướng cái phần ở đằng sau này cho nên nó chỉ xoay qua xoay lại được một chút thôi. Còn phần chân của nó có cái phần này nè các bạn, nó có thể đưa lên một chút nữa để cho cái phần giáp này của chúng ta nó được nâng lên được một chút. Và để xem nhé, đá chân lên. Wow, đá lên được tới đây nè các bạn. Còn cái phần khớp gối của nó thì cũng tương tự thôi, vì khớp gối của cái dạng hợp thể này cũng là khớp gối của dạng Galaxy Mega mà, cho nên nó co rất là thoải mái rồi các bạn. Khớp bàn chân của nó
bàn chân của nó thì tương tự như bàn chân của cái mẫu Delta rồi, ngay cái khớp này. Và bây giờ tôi sẽ tạo một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Và bây giờ là nhận xét cá nhân của tôi về mẫu sản phẩm này. Trước tiên hết là về form dáng của nó. Form dáng của nó rất là đẹp, như các bạn thấy, ở tất cả các dạng luôn, như là dạng máy bay riêng lẻ, dạng robot riêng lẻ, và đến bây giờ là dạng hợp thể thì vẫn rất là đẹp, rất là cân đối. Và cái thứ hai là về màu sắc. Màu sắc của Super Mini Pla thì các bạn thấy rồi, mặc dù rằng nó có một vài chi tiết được sơn, nhưng đa phần vẫn phải là dáng đề can. Và ở những chi tiết màu xám thì nó khá là tệ, như chỗ này nó không được đẹp. Nói thẳng ra là màu sắc của Super Mini Pla không được đẹp. Muốn đẹp thì chúng ta phải sơn, và sơn khá là tốn công đó các bạn, vì chi tiết của nó khá là nhiều. Về màu sắc thì chắc chắn nó không đẹp bằng màu sắc của DX. Và thứ ba đó là về khả năng action. Nếu như ở những phiên bản DX thì nó chỉ tập trung vào thể hiện màu sắc chi tiết, thể hiện về cách ráp mà thôi. Còn ở phiên bản Super Mini Pla của chúng ta được tích hợp thêm khớp action. Và các bạn thấy đó, từ cái phiên bản DX khi ráp ra nó hơi bị thô cứng, đến phiên bản Super Mini Pla thì nó đã có thể đứng dang chân chữ V, tay nó có thể co co lên được, nó rất là sống động. Thì phải nói rằng cái khả năng sáng tạo của đội ngũ thiết kế của Bandai cực kỳ tốt. Và ở những mẫu sản phẩm khác thì tôi không nói, nhưng ở mẫu sản phẩm này, hai cái mẫu Galaxy Mega và Delta Mega khi hợp thể lại thì cái cách ráp của nó mô phỏng cũng là 90-95% so với phiên bản DX đó các bạn, nhưng lại được tích hợp thêm cái khả năng action thì phải nói rằng tuyệt vời. Và có một điểm tôi lưu ý đến các bạn, đó là cái phần khớp ráp hay khớp action của phiên bản Super Mini Pla đều dùng chung là một cái khớp tròn và gắn vào một cái lỗ tròn, cho nên nếu như chúng ta thao tác quá nhiều, lắp ráp quá nhiều, bô thế quá nhiều thì nó sẽ sớm bị mòn thôi các bạn. Và khi nó bị mòn rồi thì nó sẽ bị lỏng lẻo, đó là một vấn đề không thể nào tránh được. Nếu như mà lỡ mòn lỡ lông lẻ rồi thì chúng ta có thể xử lý bằng cách chúng ta bôi một lớp keo 502 vào đây. Bôi một lớp mỏng thôi nhé các bạn, rồi sau đó chúng ta gắn thử vào. Nếu như đã đủ chặt rồi thì thôi, còn nếu như vẫn còn lỏng thì chúng ta sẽ bôi thêm một lớp nữa. Và khi mà chúng ta bôi vào thì chúng ta phải đợi cho keo nó hoàn toàn khô chúng ta mới gắn vào các bạn nhé. Chứ nếu như chúng ta mới bôi vào và chúng ta gắn vào luôn thì nó sẽ bị dính cứng ngắc, khi đó nó sẽ bị gãy đó các bạn. Không biết các bạn như thế nào, chứ tôi thì cực kỳ hài lòng với phiên bản Super Mini Pla này. Màu sắc thì có kém một chút thôi, nhưng tôi hài lòng vì số tiền của tôi bỏ ra như vậy thì tôi nhận lại được như thế là cũng ok rồi. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.